Sự cố hooligan ở sân Bình Dương năm 1998 vừa qua khiến tôi nhớ lại kỷ niệm tai tiếng đó. Lúc đó, sau khi trọng tài kết thúc trận đấu và cho rằng đội nhà có dấu hiệu tiêu cực, hàng chục cổ động viên, cổ động viên Bình Dương đã lao vào sân và tấn công khu vực kỹ thuật của đội nhà. Lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn chặn tình huống quá khích này. Chuyện này nhắc tới việc hội cổ động viên Nam Định gần đây đã quyết định giải thể sau trận thua Công an Hà Nội 1, 2 ngày 2 tháng 8 trên sân thiên trường trong vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 dù vẫn còn cơ hội tranh ngôi vô địch, Nam Định thay đổi 8 vị trí trong đội hình và thể hiện hành động thiếu tích cực. Nhìn lại sự cố năm 1998, tôi quả quyết phản đối hành vi hooligan quá khích và hủy hoại trên sân vận động. Vì cơ quan chức năng đã xử lý họ, nhưng tôi nhớ rằng cổ động viên được phỏng vấn đều tỏ ra bức xúc trước phong cách thi đấu của đội mà họ ủng hộ. Về hiện tại, hội cổ động viên Nam Định đã đồng loạt giải thể sau trận thua công an Hà Nội. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu này khi Nam Định thay đổi 8 vị trí trong đội hình, dù đang có cơ hội tranh ngôi vô địch. Phản ứng của người hâm mộ tại sân Thiên Trường rất mạnh mẽ với việc ném trống xuống sân và đốt áo ngay trong trận đấu. Sáng ngày 3 tháng 8, hội cổ động viên Nam Định đã trả lại một lượng lớn áo câu lạc bộ mà họ đã nhận miễn phí. Áo được tổng hợp và đặt trước cửa phòng giám đốc công ty cổ phần Thép Xanh Nam Định. Điều đáng chú ý, sự việc này đã thể hiện một phản ứng mạnh mẽ của người hâm mộ sau trận thua đầy thất vọng và tinh thần của họ trong việc thể hiện quan điểm về tình yêu và sự đam mê với câu lạc bộ.